Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022. Mở đầu chương trình mời quý vị khán giả cùng đến với phần tin tức thời sự trong tỉnh. Sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình lần thứ 23 mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025, cho ý kiến chỉ đạo định hướng Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong thời gian tới. Năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã Vũ Minh tiếp tục bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra và các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác ở xã về cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thông tin tới cán bộ, đảng viên về báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kết quả thực hiện 3 chương trình công tác của Đảng ủy. Theo đó, Đảng bộ xã đã đạt 16 trên 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng. Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 89,5%. Tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững. Thảo luận tại hội nghị, các đảng viên đã tập trung vào một số nội dung như xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trồng cây dược liệu, đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ đã hoàn thành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh, được về dự cuộc họp với Đảng bộ cơ sở vừa là trách nhiệm của đồng chí cấp ủy cấp trên theo quy định của Đảng nhằm tránh được bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, vừa là để lắng nghe ý kiến từ cơ sở, tham khảo các kinh nghiệm và những vấn đề thực tiễn từ cơ sở để phục vụ quá trình công tác, lãnh chỉ đạo nhằm giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Đồng chí khẳng định, từ những kết quả nổi bật của xã Vũ Minh trong năm qua, với không khí cởi mở, dân chủ, trách nhiệm của hội nghị Ban Chấp hành hôm nay đã cho thấy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ xã luôn được phát huy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đồng chí đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong tỉnh, những chủ trương định hướng của tỉnh trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Đối với Đảng ủy xã Vũ Minh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nghiên cứu và triển khai các nghị quyết, chỉ thị một cách đồng bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng, đẩy mạnh công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, quan tâm chỉ đạo từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao vai trò giám sát đối với chất lượng các công trình. Cùng với đó, phải hết sức quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ, trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tặng quà cho Đảng bộ xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 cho ý kiến giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, cho ý kiến về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tham dự phiên họp. Phiên họp xem xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền trên 72,2 tỷ đồng. Xin ý kiến giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh, cấp bù hụt thu ngân sách và thực hiện hoàn vốn, ứng quỹ phát triển đất với tổng số tiền trên 160,3 tỷ đồng. Theo đó, các đại biểu làm rõ việc xác định căn cứ trình giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị, việc xác định số chi cấp bù cho từng đơn vị cần đảm bảo nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cho ý kiến cấp bù hụt thu ngân sách nhà nước cho các huyện,
vấn đề đảm bảo thời gian trong việc hoàn thiện hồ sơ thẩm định, bổ sung dự toán chi ngân sách của các đơn vị, địa phương. Phiên họp cũng cho ý kiến tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc mua xe cứu thương năm 2022. Theo thống kê, trong năm 2022, có 9 xe ô tô cứu thương hết niên hạn sử dụng, còn lại 27 xe đang hoạt động. Hiện còn thiếu 14 xe so với tiêu chuẩn, định mức. Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến mua 14 xe cứu thương để trang bị cho 10 đơn vị thuộc ngành y tế, giá mua xe không vượt quá 1,6 tỷ đồng trên một xe. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 22,4 tỷ đồng. Thông qua báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023. Cho ý kiến chỉ đạo tại phiên làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo, nội dung trình xin ý kiến. Đối với tờ trình số 3372, đồng chí nhất trí giao bổ sung dự toán chi ngân sách đối với các nội dung chi về chế độ chính sách, về các đề án đã được phê duyệt. Các nội dung chi còn lại giao Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và Sở Tài chính thực hiện rà soát lại, trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất vào phiên họp ngày 28 tháng 12 tới. Với nội dung rút kinh nghiệm sau tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí đề nghị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới tư duy trong việc xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Việc xây dựng nội dung nghị quyết cần có sự tham gia của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay từ đầu để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tuổi trẻ quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Hình ảnh những người chiến sĩ xung kích làm nên những con đường mới, góp sức mình xây dựng quê hương đã để lại dấu ấn trong lòng người dân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với hoạt động ý nghĩa của lực lượng đoàn viên Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh được tổ chức tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình vừa qua. Đây là buổi ra quân làm đường giao thông nông thôn của đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới cơn mưa phùn và cái lạnh của mùa đông, các chiến sĩ vẫn miệt mài với công việc. Trên nét mặt của những người chiến sĩ trẻ ấy luôn vui vẻ. Có lẽ tinh thần không ngại khó, ngại khổ của người lính Cụ Hồ đã giúp họ chẳng hề lung lay trước khó khăn. Và một phần họ vui khi được góp sức nhỏ bé của mình để làm nên con đường trên quê hương Hoa Thám anh hùng. Tham gia hoạt động này, đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân xóm Nà Trãng, xã Hoa Thám vận chuyển nguyên vật liệu, đổ bê tông. Do điều kiện địa lý nên đơn vị phải đóng quân lực lượng làm đường tại nhà văn hóa xóm để đảm bảo tiến độ hoàn thành. Là một trung đội trưởng, anh Lý Văn Cương luôn chia sẻ và đồng hành cùng đồng đội trong mọi công việc. Để các quy trình đổ bê tông được diễn ra thuận lợi, anh Cương đã phân thành 4 nhóm. Công việc được phân công cụ thể theo nhóm và các thành viên. Mỗi người một việc, những người lính ấy ai cũng đều tự ý thức về trách nhiệm của mình. Và họ có một mong muốn chung, đó là được chung sức xây dựng quê hương. Trách nhiệm là một người chỉ huy thì cũng đã tổ chức quán triệt thực hiện nhiệm vụ ở trên địa bàn về nơi ăn trốn ở và quá trình tổ chức sinh hoạt tại địa bàn xã. Đơn vị cũng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng rất là vinh dự, là tự hào vì là mình là thế hệ trẻ khi được tham gia góp sức cho bà con để phục vụ nâng cao cái đời sống của cũng như là nâng cao đời sống chung tay góp sức cho địa phương mình có những cái bước tiến và phát triển hơn. Cùng với lực lượng quân sự tỉnh, đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động làm đường lần này. Dù phải vận chuyển vật liệu nặng, đi quãng đường dài hơn 30 mét, nhưng họ vẫn rất hào hứng với công việc. Hơn nữa, đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì thế, là đoàn viên thanh niên đứng trong hàng ngũ quân đội, họ đang ra sức thi đua lập thành tích, khẳng định vị trí của mình. Trên cương vị là một cán bộ
đảm nhiệm phụ trách công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cá nhân tôi nhận thấy hoạt động tham gia làm đường nông thôn mới tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình là một trong rất nhiều chuỗi hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa của câu lạc bộ tuổi trẻ bốn lực lượng tỉnh Cao Bằng nhằm hưởng ứng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đối với tôi và cũng như mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh cảm thấy rất vui và tự hào bởi vì chúng tôi được đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh những hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thường xuyên tham gia giúp nhân dân khắc phục thiên tai, hạn hán, chống rét cho gia súc, gia cầm, vật nuôi, tham gia các hoạt động thu gom rác thải nhựa, quét dọn vệ sinh, đường làng, ngõ xóm trên địa bàn nông thôn của tỉnh Cao Bằng, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đoàn thanh niên lực lượng quân sự và biên phòng đã và đang khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ trên mọi mặt trận, trong đó nổi bật là các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 5 ngày lao động, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa, nhưng các chiến sĩ và bà con xã Hoa Thám đã không quản ngại khó khăn để làm hoàn thành con đường. Và cũng từ những hoạt động như thế mà sự gắn bó giữa quân và dân như được gắn kết hơn. Thông qua hoạt động làm đường nông thôn mới ngày hôm nay, vừa là một hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là một hoạt động chào mừng hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12. Thông qua hoạt động lần này, góp phần làm cho mối quan hệ giữa câu lạc bộ tuổi trẻ bốn lực lượng, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Hoa Thám sẽ luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân. Bằng sự sáng tạo, đi đầu các phong trào, những năm qua, Đoàn Thanh niên Quân đội Nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào đã có nhiều công trình, phần việc được triển khai hiệu quả. Năm 2022, tuổi trẻ lực lượng quân sự và biên phòng đã phối hợp tổ chức một số chương trình như làm mới đường giao thông nông thôn, hỗ trợ tu sửa nhà tạm, nhà rột nát, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là ở những nơi vùng sâu, vùng xa. Trải qua mỗi hoạt động, các đoàn viên thanh niên lại đi đến nhiều nơi thấu hiểu những khó khăn của người dân. Cũng vì thế, họ như được tiếp thêm năng lượng để những người trẻ tiếp tục cống hiến. Thế hệ trẻ hôm nay đã và đang nỗ lực viết tiếp truyền thống của 78 năm của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông qua hoạt động lần này, thì vừa giúp cho việc tập hợp đoàn kết thanh niên giữa lực lượng vũ trang và tổ chức đoàn địa phương. Và ý nghĩa thứ hai là từng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang sẽ luôn nhớ về ngày kỷ niệm là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và đồng thời cũng là 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, giúp cho nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên sẽ luôn coi hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng công tác quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chúng ta luôn vững mạnh và đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa. Con đường mới được hoàn thành từ đôi bàn tay của những người lính trẻ đã giúp cho 78 hộ dân xóm Nà Chãn đi lại thuận tiện hơn. Vì thế, con đường hoàn thành đã đem đến niềm vui cho người dân xóm. Gia quân làm mới đường giao thông nông thôn là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ quân đội trong chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua những chương trình như vậy, tinh thần xung kích của những đoàn viên càng thể hiện sức mạnh, bản lĩnh trong mỗi chiến sĩ. Quê hương sẽ ngày càng phát triển nếu mỗi người trẻ tự ý thức về trách nhiệm của mình trong đó. Đối với người lính trẻ, những hoạt động này đã tô thắm thêm phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Họ không ngại khó, ngại khổ để phục vụ nhân dân, đem lại bình yên cho Tổ quốc. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo điểm qua một số tin tức nổi bật trên các báo sáng nay.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao du lịch năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 65 điểm cầu khắp cả nước. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với những thuận lợi và thách thức đan xen. Nhìn chung, công tác văn hóa, thể thao và du lịch có xu hướng phục hồi tích cực sau 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong năm 2022, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa 15 thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi tại kỳ họp thứ 3. Thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi tại kỳ họp thứ 4, phối hợp trình dự án Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, phần quyền tác giả, quyền liên quan và dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Trình Chính phủ ban hành 3 nghị định, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 11 thông tư. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 tại Quảng Ninh để lại nhiều dấu ấn về công tác tổ chức, chuyên môn. Du lịch chính thức mở cửa lại hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và phục hồi nhanh tại các địa bàn trọng điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt khách. Khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt, vượt xa chỉ tiêu phục vụ 60 triệu lượt đặt ra từ đầu năm. Theo Tổng cục Hải quan, đến cuối tháng 12, toàn ngành hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 420.192 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán, bằng 100% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh các giải pháp trên, đóng góp vào số thu ngân sách nhà nước tăng cao của ngành hải quan là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều nhóm mặt hàng có kim ngạch tăng như dầu thô, chất dẻo, hóa chất, xăng dầu, sắt thép, ô tô nguyên chiếc. Một yếu tố khác giúp số thu ngân sách nhà nước toàn ngành đạt khá là công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt kết quả tích cực. Cụ thể, các đơn vị trong toàn ngành đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng, bắt giữ tổng số 16.031 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, qua đó thu nộp vào ngân sách nhà nước đạt 425,6 tỷ đồng. Tính tới ngày nay, nhiều chặng bay nội địa đã có tỷ lệ đặt chỗ khá cao trong dịp cao điểm Tết Quý Mão năm 2023. Một số chặng bay như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, tỷ lệ đặt chỗ đã đạt hơn 90%. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2023, từ ngày 14 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng, đã có tỷ lệ đặt chỗ khá cao, chủ yếu vào dịp cận Tết. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác. Tổng cộng trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lượng ghế cung ứng tăng thêm xấp xỉ 1,7 triệu ghế trên các đường bay nội địa, với tỷ lệ tăng hơn 33% so với lịch bay thường lệ mùa đông năm 2022-2023, lãnh đạo Cục Hàng không thông tin. Đặc biệt, hành khách có xu hướng đặt hành trình có ngày khởi hành bay sớm hơn so với các năm trước. Giá vé bán Tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa. Thời điểm cận Tết, lực lượng chức năng ở các địa phương liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển các loại pháo nổ, pháo hoa nhập lậu với số lượng lớn. Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Hùng cùng trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ. Mở rộng điều tra, công an huyện An Dương tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hùng, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương về hành vi sản xuất và mua bán trái phép pháo nổ. Thu giữ tại nhà đối tượng hơn 35 kg pháo thành phẩm và hàng chục kg nguyên liệu để sản xuất pháo nổ. Tại tỉnh Hải Dương, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn cũng vừa ra quyết định tạm giữ Trương Văn Lập, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi vận chuyển gần 13 kg pháo nổ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một số quả pháo nổ thành phẩm cùng thuốc pháo và dụng cụ sản xuất pháo nổ. Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Quân đang vận chuyển 10 dàn pháo hoa nổ bằng xe máy tại khu vực xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ dự báo còn diễn biến phức tạp. Để đấu tranh, ngăn chặn, cơ quan chức năng các địa phương tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện của cháu Phạm Khánh An, học sinh lớp 4A4 trường tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gửi tới các chú bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng qua lá thư và bức tranh. Trước tình cảm của cháu Phạm Khánh An, Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã hồi đáp bằng một lá thư dài 6 trang viết tay. Anh Phạm Hoàng Anh, bố cháu Phạm Khánh An, nói lên tình cảm của chính mình khi nhận được lá thư tay của Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng Đặng Hồng Quân gửi cho con gái anh. Lá thư được viết bằng tay với những dòng chữ rất đẹp mà như anh Hoàng Anh chia sẻ, đó là một đặc sản hiếm ở thời đại công nghệ số này. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh người đồng chí chính ủy ngồi tập trung bên máy tính và cặm cụi trên những trang giấy suốt cả đêm đến rạng sáng. Xuất phát từ một hoạt động của trường tiểu học Mai Động, viết thư gửi các chú bộ đội khắp mọi miền Tổ quốc nhân ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của bố, cháu Khánh An đã chọn viết thư và vẽ một bức tranh gửi các chú bộ đội biên phòng Cao Bằng, nơi mà cháu đã cùng bố đến đây du lịch. Bức thư của Khánh An dài 3 trang A4 với những dòng chữ đẹp như in từ sách giáo khoa. Lá thư của Khánh An thể hiện rõ em đã rất quan tâm, tìm hiểu về người chiến sĩ biên phòng, về cuộc sống nơi địa đầu Tổ quốc. Xúc động trước tình cảm của Khánh An, Đại tá Đặng Hồng Quân đã tự mình viết một bức thư dài 6 trang gửi cho cô bé. Khi bức thư được Phạm Hoàng Anh đăng tải trên mạng xã hội, hàng trăm người dân đã để lại những bình luận thể hiện sự nể phục, ngưỡng mộ người chỉ huy của Bộ đội Biên phòng Cao Bằng. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau một tháng triển khai đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc, giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 266.002 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 500 tỷ đồng. Xử lý 40.079 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 220 trường hợp người điều khiển xe dương tính với ma túy. Tính riêng đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 259.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 475 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 46.638 trường hợp, tạm giữ 3.479 ô tô, 66.709 mô tô. 40.079 trường hợp bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, so với cùng thời gian trước liền kề, tăng 2.771 trường hợp. 10.408 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng bị xử lý, so với cùng thời gian trước liền kề, tăng 1.279 trường hợp. Các lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý 42.962 trường hợp vi phạm tốc độ, so với cùng thời gian trước liền kề, tăng 6.523 trường hợp. 220 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Đường sắt đã xử lý 255 trường hợp, phạt tiền hơn 200 triệu đồng. Đường thủy đã xử lý 6.123 trường hợp, phạt tiền hơn 7 tỷ đồng, tạm giữ 6 phương tiện thủy. Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến mới, thì nhân loại tiếp tục phải đối diện với sự trở lại của hàng loạt loại virus, dịch bệnh nguy hiểm. Trong năm qua, đã có nhiều người phải đối mặt với một số biến chứng ngay cả khi đã hồi phục sau khi trở thành F0. Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến mới, thì nhân loại tiếp tục phải đối diện với sự trở lại của hàng loạt loại virus, dịch bệnh nguy hiểm. Đầu mùa khỉ, căn bệnh mà WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia là bất thường và được xem là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tổng giám đốc WHO mô tả bệnh đậu mùa khỉ là một mối đe dọa sức khỏe đang ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường giám sát, truy vết, xét nghiệm và đảm bảo rằng những người có nguy cơ cao được tiếp cận với vaccine và thuốc kháng virus. Theo thống kê của WHO, trong năm nay có 81.107 ca mắc và 55 ca tử vong do đậu mùa khỉ được ghi nhận tại 110 quốc gia. Tại nước ta, tính đến thời điểm này, đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh. Virus Langia. Trong khi đậu mùa khỉ đang dấy lên nhiều lo ngại cho thế giới, Trung Quốc bỗng phát hiện thêm một loại virus nguy hiểm có nguồn gốc từ động vật, đó là virus Langia hay còn gọi là virus Live. Tính đến tháng 8 năm 2022, loại virus này đã lây nhiễm cho 35 trường hợp ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông, miền đông của Trung Quốc. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy virus Langia ở 71 trong số 262 con chuột trù, một loại động vật có vú nhỏ giống như chuột chũi, ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Virus này cũng được phát hiện ở chó 5% và dê 2%. Hiện tại chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị virus Langia. Giải pháp duy nhất là chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát các biến chứng liên quan đến bệnh lây truyền từ động vật sang người. Virus Marburg. Nguy cơ tử vong tới 90% và chưa có vaccine phòng ngừa. Tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát lên thông tin gây lo ngại về căn bệnh nguy hiểm do virus Marburg gây ra khi quốc gia châu Phi Ghana xác nhận đã có 2 trường hợp tử vong dương tính với virus này. Hơn 90 người tiếp xúc khác đang được theo dõi. Theo WHO, bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, gây sốt xuất huyết với tỷ lệ tử vong lên đến 88%. Loại virus này cùng họ với virus gây bệnh Ebola. Thời gian ủ bệnh do virus Marburg dao động từ 2 đến 21 ngày. Một khi ai đó bị nhiễm, virus có thể lây lan dễ dàng giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể như máu, nước bọt hoặc nước tiểu. Nhân viên y tế là đối tượng rủi ro cao nhất khi họ phải tiếp xúc với bệnh nhân cùng các thi thể vẫn có khả năng lây nhiễm. Theo WHO, bệnh bắt đầu đột ngột với biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu. Đau nhức cơ và chuột rút cũng là những dấu hiệu phổ biến. Cúm lạc đà. Gần đây nhất, cúm lạc đà là loại bệnh đang khiến thế giới lo ngại khi lần lượt 5 cầu thủ Pháp nhiễm cúm lạc đà trước trận chung kết World Cup năm 2022. Cúm lạc đà là hội chứng hô hấp trung đâm do virus corona gây ra. Bệnh có liên quan đến việc tiếp xúc với lạc đà hoặc ăn thịt và sữa của chúng chưa được nấu chín. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào tháng 11 năm 2022 cho thấy thế giới đã ghi nhận 2.601 ca nhiễm ở người và 935 trường hợp tử vong với tỷ lệ tử vong là 36%. Cúm lạc đà có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc suy thận, thậm chí gây tử vong. Những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn như người lớn tuổi, có hệ thống miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc viêm phổi. Các chuyên gia cảnh báo những người hâm mộ bóng đá về nguy cơ mang theo mầm bệnh cúm lạc đà vào thời điểm quay về nước sau khi World Cup ở Qatar kết thúc.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai.